Mẹ đơn thân ném gạch vào người của tỉnh thất Bồng Lai và sự thật phía sau. Vào ngày 10 tháng 12 tới đây, phiên tòa phúc thẩm của vụ án 50 người vào tỉnh thất Bồng Lai sẽ diễn ra. Theo đó, Nhị Nguyên, tức người bị hại trong vụ án, đã làm đơn kháng cáo với yêu cầu bồi thường thiệt hại và xử lý hành vi xâm phạm gia cư bất hợp pháp của ông Võ Văn Thắng, bố ruột của Diễm My. Trước đó, ông Thắng cùng gia đình đã đến tỉnh Thất Bồng Lai vào ngày 24 tháng 10 năm 2019, trong khi lời qua tiếng lại, bà Châu Vĩnh Hóa, người trong đoàn của ông Thắng, đã cầm miếng gạch men vỡ ném khiến cho Nguyên bị thương tích. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích là 13%. Vào ngày 29 tháng 9 năm 2020, Tòa án huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên bị cáo Châu Vĩnh Hóa, người tấn công ông Nhị Nguyên, phạm tội cố ý gây thương tích, xử phạt 2 năm tù. Ông Trần Quốc Dũ, luật sư của bà Hóa cho biết sẽ tham dự phiên tòa phúc thẩm sắp tới đây. Về vấn đề khoản tiền bồi thường của ông Nhị Nguyên, ông Dũ cho biết tòa đã bác yêu cầu của bị hại vì những vấn đề này không có trong hóa đơn chứng từ thể hiện. Theo ông Dũ, dưới góc độ pháp luật, bà Hóa có những tình tiết có thể xem giảm nhẹ như đã ăn năn hối cải. Trong quá trình cơ quan chức năng điều tra, bà cũng đã tích cực cung cấp thông tin chứng cứ khắc phục hậu quả tòa yêu cầu, gia đình có công về cách mạng, hành vi của bà là không cố ý hay có chủ đích từ trước. Trước đó, ông Lê Thanh Nghị Nguyên xác nhận sẽ tham dự phiên tòa sắp tới. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe lẫn tinh thần. Tôi là người bị thương trong cuộc ẩu đả đó. Chúng tôi vừa được luật sư thông tin thêm về vụ án. Về phiên tòa lần này, chúng tôi có thể xem mời thêm luật sư biện hộ. Do tình hình dịch bệnh, chỉ những người có tên trong đơn tố cáo mới được phép tham dự, ông Nguyên nói. Trong phiên tòa sơ thẩm, ông đã yêu cầu bồi thường đau đớn về thể xác 300 triệu đồng, tiền đầu tư cho dự án âm nhạc là 40 triệu đồng, tiền tập luyện thể hình trong vòng 10 năm là 500 triệu đồng, chi phí mổ thẩm mỹ là 100 triệu đồng, tiền không thể biểu diễn nghệ thuật được do mang thẹo cả đời là 1 tỷ đồng cùng nhiều khoản khác, số tiền yêu cầu bồi thường lên đến hơn 3 tỷ đồng.